Đây là chiếc Maybach 62S. Quá khủng luôn. Dùng đến ống 10-18 rồi mà vẫn quay ngang xe, đứng gần là vẫn không thể lấy hết được. Đây, anh em có thể thấy đèn pha ở giữa có logo của Maybach. Biết là cái logo này thì khi mà trời tối bật lên thì nó có in hình không nhỉ? Này thì auto đẹp luôn, động cơ V12 nắp kính này thôi. Các bạn có thể nhìn thấy rõ động cơ V12. Theo như thông tin của phóng viên Johnny tới Nguyễn thì vừa update được thêm là chiếc Aventador này là được độ body kit của phiên bản kỷ niệm 50 năm. Cho nên là đây, anh em có thể thấy phần đầu xe, phần cản ở dưới đấy, ba là sốc dưới độ này. Xe cầm thấp quá. Này chắc
chắc được khoảng 10 phân. Chưa được được tầm 10 phân anh em ạ. Đúng là xe xịn nó khác. Đám cưới khủng. Thế là toàn bộ hoa này đều là hoa tươi. Cái chỗ hoa này được gắn ở trên xe này cũng phải mạnh dạn đoán là nó phải rơi ở khoảng tầm vài củ đấy anh em ạ. Đây đây đây. Vừa rồi thì nhìn thấy ngay cái logo ký hiệu 50 này. Mời anh em đến ngay với cả Phantom Honda độc nhất ở Việt Nam luôn. Ở bên trong đây toàn bộ là ghế này, ngoài cái việc mà đã được bọc da đẳng cấp rồi thì chủ nhân của chiếc xe này còn trang bị trải thêm cho xe một cái những cái tấm lót nệm để ngồi lên đấy ạ, toàn bộ bằng lông. Không biết đây là lông con gì đấy. Đẹp quá. Chưa biết là chưa định hình được là lông gì các bạn ạ. Ôi đẹp quá. Ở trên kênh YouTube của Auto Eli thì anh Hùng Xe Cỏ cũng đã làm một cái video về chiếc Phantom Honda này. Khi mà em nó được đưa đi spa chăm sóc đặc biệt. Em có thể thấy cái hình ảnh của khung quay này được làm một chất liệu rất đặc biệt. Đấy, anh em thấy không ạ? Ủa, cái màu sơn này á, không biết là được phối từ cái màu gì cơ bản đấy, nhìn rất đặc biệt luôn. Vâng, đây như anh em thấy đây là chiếc RX350L bản cơ sở dài mà trang bị 7 chỗ đấy ạ. Nhưng mà trông dài hết đấy, nhưng mà so với cả mấy đàn anh đậm chất đàn anh luôn là ba chiếc Phantom ở đằng sau thì trông em nó không xi nhê, không ăn cua gì luôn. Điểm nhấn của cái đám cưới, điểm nhấn của đám cưới này chính xác là quá khủng. Đọc cái dàn hoa để trang trí ba chiếc Phantom và chiếc Lamborghini ở đầu, chiếc Aventador mà độ lên bản 55 ấy ạ, thì đúng là tiền hoa không thôi, đã quá khủng rồi. Cái này là lông cừu hết đây các bạn. Có một cái điểm đặc biệt mà chắc là quý vị và các bạn cùng 500 anh em có thể nhìn ngay vào cái bảng táp lô của chiếc Phantom này. Thường thì đối với Phantom thì chúng ta vào xe chúng ta khởi động thì khi chúng ta kích hoạt cái màn hình hệ thống thông tin giải trí lên thì cái màn hình ở chỗ cái đồng hồ mới được mở lật ra. Còn bình thường thì lên xe nhìn từ ngoài và chắc là chúng ta không nhìn được cái màn hình thông tin giải trí ở đâu cả. Đấy là một điểm đặc biệt ở trên những cái mẫu xe Phantom Rolls-Royce Phantom. Wow.